Hello, chào mừng tất cả các chiến binh đã quay trở lại với series Lồng Thần Huyền Thoại. Hôm nay mình sẽ review cho anh em cũng như chia sẻ một vài cái cảm nghĩ của mình về những cái con tướng support hàng giữa mà có khả năng hồi máu nha. Con Android 17 này là con tướng theo mình thấy là nó là cái hỗ trợ nhóm hàng giữa trị liệu như kiểu Ngami ấy, Ngami búp HP. Đa phần những kỹ năng của nó hồi HP cho team đây. Ngoài ra thì nó có một cái vòng sáng tạm gọi là một cái kỹ năng, mình sẽ tạm gọi là một cái kỹ năng vòng sáng, cái kỹ năng búp chung cho team giảm sát thương và cũng miễn nhiễm khống chế. Cái miễn nhiễm khống chế ở đây nó được có 7,4% khi mà mình lên level 47, mình thấy cũng khá là thấp. Đây, mỗi lần lên level nó có lên 0,05%, thấp thật. Cái khả năng khống chế rất là quan trọng trong cái con game này. Nếu mà bị dính khống chế nhiều ấy thì những cái con tướng của anh em, những cái chiến binh của anh em nó sẽ không gây sát thương được nhiều, nên là rất chuộng những con nào mà có khả năng giải búp nha. Nhưng mà những con giải búp thì nên ở hàng giữa hoặc hàng sau chứ không nên ở hàng trước. Hàng trước nó đấm cho sấp mặt lờ chết luôn thì cũng chả ý ới được gì. Cái con Android này mình thấy cũng chơi được anh em, chơi cũng rất là ổn trong giai đoạn đầu, đến chắc là cũng giữa cuối game vẫn chơi được, chắc là đối với một vài tùy team thì chắc là vẫn chơi được. Khi lên đến level 200 nó giảm đến 30% sát thương phải chịu này, cũng giảm nhiều quá chứ anh em, giảm quá mà có cả phần đam nữa. Nhưng mà phần đam thì nó chỉ búp được cho một mình nó cái khiên thôi, búp tấn công chứ đây, phản lại 35,5% sát thương chỉ cho một mình nó thì lại không xịn lắm. Chém gió hơi nhiều, bây giờ mình vào mình test đấm nhau với mấy ông khác đi. Ở đây có mấy bạn nào cũng tương đối mạnh như này, bạn là râu, chiến lược to quá, chiến lược là nạp nạp cao quá. Đây bạn này mới vừa sức này, chiến tím mình sẽ đánh bạn râu ấy cuối đi. Mình hiện tại đang dùng một con đứng đầu, đấy là con Vegeta heo, và ba con đứng giữa và một con đứng sau. Con đứng sau mình đang sử dụng con Fiza. Ấy ạ, đội bạn chơi hai tăng một hỗ trợ và hai hàng sau luôn đấy, trận đấu rất là căng thẳng luôn. Mình còn con đam chính, vẫn còn sống, đam chính của mình vẫn còn sống anh em, vẫn còn sống. Ui dùi ui, cứ phải gọi là chất chơi người rồi. Anh Vegeta anh gánh thì nó tạo nên cái thương hiệu của anh ấy rồi, thương hiệu Super Mi không chết thì ta chết, mà ta chết thì Mi cũng không thể sống được. 147.496 lượng sát thương gây ra, quá là ok luôn. Con này tuy là vừa búp Ngami vừa support khiên nhưng mà những kỹ năng của nó gây sát thương cũng tương đối ổn, 94k rất là ngang phêu luôn. Đồng độ kẻ địch của mình cũng rất là mạnh, kẻ địch của mình lên 5 sao chăng 2 sao này anh em này, không thể khinh thường những con tướng 2S lên được 5 sao nha. Nó cực kỳ ghê gớm. Tìm các bạn nào nó mang fail nó đi, chơi với team Gohan này xem nào, bạn Senkai này đi xem nào. Bạn Senkai này thì chắc là trung yếu hơn mình rồi, có chiến lược có 124.000 thôi, kiếm mấy ông 140.000 hoặc 145.000 đấy mà nó mang fail. Team của mình này là chưa hoàn mỹ đâu anh em, team của mình như này là hàng giữa có vẻ hơi nhiều, hàng giữa hơi nhiều. Nếu như con Q cấp 2 này thay bằng con Goku cấp 3 thì xịn. Lúc đấy chúng ta sử dụng được Ultimate sớm, tích nợ sớm. Rồi, Gohan nó biến hình rồi kìa. Gohan nó biến hình là một thế lực lớn đấy anh em. Úi dồi ôi, đấy, anh nhìn nó Gohan nó biến hình nó trưởng chưa. Con Gohan về lết rất là mạnh anh em nha. Đây, Gohan của đội bạn lên được 4 sao, nó khác gọt hẳn. Nhưng mà nếu mà Gohan 3 sao thì nó lại khá là giấy, nên là chưa chơi được. Tầm Gohan 4 sao, 5 sao xem. Anh em tầm trung chơi nó xem, nó bắn cho thì chỉ có mà nát. Đây, như mình có con Gohan đây nhỏ, mình vẫn còn khá giấy nên mình chưa chơi, chưa cho nó vào ấy. Con Gohan này 3 sao không thể bằng được con Frieza 4 sao được. Đây, chỉ số cơ bản đây này. Anh em nhìn thấy không? 22, 28 đây. Về có 21, 26 đây, không bằng được.
thử đánh với bạn râu xem nào. Mình nghĩ đánh với bạn râu này là thua đấy, thì bạn ấy cứng như kia cơ mà, hai con 4 sao cơ mà. Nhưng mà thôi cứ test cho anh em xem. Không gây hiệu ứng được, không gây choáng được thì khó lòng giết được team này lắm. Team này có hai con đằng sau nó khá là cứng, hai con đằng sau nó có khống chế nữa, hai con vô tình nó có khống chế mà team mình lại thiên về đam quá, chắc chắn là thua rồi. Team của mình nó chuyên về gây đam, đam thuần, chả có tí khống chế nào hết, có nhưng mà ít. Có một con pizza này khống chế này, mấy con này cái xác suất thành công choáng của nó thì nó dựa vào level, mà level của mình với và của địch nó cũng không khác nhau là bao nhiêu cả, nên là thua thôi. Đây hai con làm chính của đội bạn đều 4 sao như này, ăn thêm méo nào được anh em ạ. Đội bạn quá đỉnh rồi, thì mà địch thủ khác đi. À bạn này ui, như này thì mình chắc không ăn rồi anh em nhìn này. Dồn được cho một con lên 100 luôn. Vegeta heo lên được 100 luôn. Con hai con tăng đầu, hai con chơi hai con tăng. Chơi hai con tăng siêu cứng như này thì mình cũng không ăn được luôn. Mặc dù chiến lược của mình có vẻ hơn đấy. Team đẹp nhất bây giờ chắc là chơi hai tăng hai giữa. Một đam đằng sau là đẹp nhất. Không gãy được. Team này của mình chỉ ngon khi đi ải thôi. Chứ đi đấm nhau như này người ta hơn chiến lược mình vẫn không đánh vượt lực chiến được ấy. Khó lắm anh em ạ. Ôi mấy cái team bạn này đã lên 100 với 5 sao rồi. Không ăn được đâu. Như này nó sẽ rất là cứng. Có những con nó bị mạnh đột biến như thế rất là cứng. Không dễ được. Con Vegeta này của mình cũng sắp lên được 4 sao rồi anh em ơi. Thiếu mảnh, thiếu 15 mảnh. Kiếm con Vegeta này thì sẽ chơi dễ lên này. Tại vì trong shop này nó có rất là nhiều. Trong cái shop này nó có bán con ấy khá là nhiều. Anh em có thể dùng kim cương để mua. Anh em có thể shop vui gia tộc. Gia tộc cũng có các mảnh cho con Vegeta này cũng tương đối nhiều. Mà hiện nay thì con Vegeta này của mình nó chưa lên 4 sao nhưng mà nó khá là cứng luôn. Tại vì nó được trang bị hai cái bảo vật xịn sò. Thưởng ngày đăng nhập, ô có những sự kiện ngày đăng nhập này, ngày 4, ngày 5, ngày 6, ngày 7. Còn cái gì để mua không nhỉ? Hết rồi anh em ạ. Xếp hạng lực chuyến à, cũng bóp mé nên được hạng 49 à. Nhưng mà còn lâu mới hết. Còn lâu mới hết.
Có lẽ chúng ta phải chờ đợi đến hết ngày 7 ngày đầu tiên xem sang những cái ngày tiếp theo đi xem có sự kiện tích tiêu kim cương không nhỉ. Nhưng bên nước ngoài là nó có luôn đấy, nhưng Việt Nam thì chưa biết, chờ đợi thôi. Thì lúc đấy mình mới xả kim cương, mới xả hết vé này để lấy dàn tướng xịn sò về nghịch. Hy vọng anh em ạ. Cái vé này chắc mình vẫn sẽ tích đến 60. Cái này thì chắc ngày mai ngày kia là cứ vào làm mấy nháy thôi. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em ở những clip sau nha. Bye bye.